Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh của mình nhé. Nãy quên quay màn hình anh em ạ, giờ mới quay màn hình được. Hôm nay mình sẽ chơi Nacross nhé, đi tem 5 cùng người xem ở trên kênh của mình nhé. Anh em cùng theo dõi video của mình nhé. Hôm nay đi tem 5 cùng với ba người về một người kênh thế giới anh ạ, ba người xem kênh của mình và một kênh thế giới. Anh em cùng theo dõi và đăng ký kênh, like, và anh em thấy video mình chơi cũng hay thì anh em cho mình xin một bình luận ở dưới video nhé, để video mình có nhiều người xem hơn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Farm xong tên bên bùa đỏ, anh thành công với mạng ở top rồi. Thì farm nốt con blue rồi mình sẽ lên ganh nhá, để mình hết mana rồi. Trời, đi tu rồi, ấy trời không ăn được. Thôi đổi mạng anh em ạ, hỗ trợ một mạng và đổi mạng, mất con bùa xanh luôn. Mới ăn con bùa xanh xong đi cống cho tem bạn luôn. Chán ghê đã. Hôm nay tự dưng mấy bạn lại chơi. Cuối cùng chơi luôn. Và có 4 người thôi nhỉ. 4 người với một bạn kênh thế giới. Bạn kênh thế giới đánh con gì? Island à? Ở đâu? Con đây mất. Con gì? Gret. Đúng rồi. Gret. Dừng cho bạn ăn được con cây sơ này. Bỏ con bùa đỏ nhá. Thêm mana này. Trời ơi, may quá vừa hồi mana. Lên bảng đi bạn ơi. Mana chịu rồi. Ở trên kia AD bị bắt lại rồi này. Không thả farm bùa ấy. Định leo top na mà nhìn mấy anh em cày top nhanh quá anh em. Top na mà lên đến tận gần 10.000 điểm rồi. Sao cày lại được? Giờ mình mới cày lên được 1.500 điểm. Chán ghê. Chẳng cày lên top na vậy. Cái arc này đang kim cương 1 anh ạ. Kim cương này có tính thông báo này. Kim cương 1 này cày từ kim cương 3 lên đến tận lên kim cương 1 mà khó khăn phết anh em ạ. Thua hoài à. Thua mãi luôn đấy. Chơi gà quá nên thua. Ăn được cái mạng bá đạo này này. Định làm mà chắc mấy hôm nữa phải làm mấy cái video xong là tóm tắt lại thôi. Làm từng video này hơi chán này. Mà video mấy video gộp lại sợ nó dài quá, anh em lại không xem. Không biết làm gì luôn. Dạo này bị YouTube nó bóp tương tác quá, không có người xem luôn, nên hơi chán làm video anh em ạ. Chưa biết khi nào video nó viral lên. Tạm một bùa xanh. Nó viral lên mấy nghìn người xem là vừa đẹp luôn này.
Trời ơi, đấy là chỉ là ước 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 mơ rừng đem bạn này. Né ra vẫn như hất tung. Dạo này còn gà bé không em? Ê, luôn dạo này mình có nuôi gà nữa đâu mà mấy anh em cứ hỏi mình gà nhỉ. Dạo này đợt trước là mình nuôi gà trọi, giờ bỏ nghề rồi anh em ạ, đi làm thuê thôi, nuôi gà gà không ổn anh em, đi làm thuê thôi không nuôi gà trọi nữa đâu. Ơi, chị Vân hay lắm anh ơi, đổi mạng luôn này. Anh đổi đi việc lấy trụ cứ để em lo. Rồi không lấy được trụ anh em ra, anh ta nó xuống kịp thời quá, lướt vào cấu cái chui ra nó còn ulti tí anh em, không thể bay cái thì toang luôn. Lên cái giày là có ghi đu anh em, không lên cái giày ghi đu nó ulti không di chuyển được luôn. Ta không có video mình cũng không lên giày đâu mà. Ôi trời, mày quá ra ta rồi bị gãy cánh ạ. Farm đi đẩy đường anh ạ, không tin tí nữa tham mạng quá xanh quá rồi lại ảo tưởng để đẩy cao lính lên lụng tạm cái con blue nhà mình khác này, blue nhà mình mà đâu đồ đỏ chứ quên mất. Ai xa AD thêm bạn tí mà toang mình luôn. Tại mình ở dưới kia đã ăn xong con cây sơ rồi này. Farm và farm. Farm một nửa. Còn dừng lại đầy cây máu ngay. Hoặc mình có 16% hút máu mà anh em. Lướt mù mắt nó này. Đấy, tạm hai cái trụ vậy. Đấy, tạm hai cái trụ vậy. Tốc biến lên luôn. Vẫn phải, vẫn trúng. Hết chiêu chưa? Đấy, hết chiêu chưa? Ao ngay ngay. Tạm ơn vừa xanh lại gần đầy cái máu rồi, không phải về luôn. Ôi đỏ này, nhường cho tem như vậy, nhường cho AD vậy. Thấy thằng rừng là tốt như thế chưa, nhường bùa đỏ cho AD luôn đấy. À, là ta ăn mất rồi. Định vào cấu con AD tới mạng mà không được rồi. Chữ Vân cân hai được không? Không được anh em. Đang nghe thêm bạn ở trong bụi không nhỉ? Liều nhá, liều ăn nhiều nhá. Trách bụi nhá. Liều, liều ăn nhiều nhá. Trời ơi, ý đồn thấy rồi. Chạy nhanh lắm bạn ạ. Đuổi bằng mắt. AD thêm mạng yếu rồi này. Ra bắt được AD này. Tự dưng 4-5 con ở đấy. Phải luôn ạ. À.
ảo thế, tưởng ba thằng ở đấy thì bắt được cả Gidu nữa rồi. Tự dưng thấy cả Zata nó bay như thì toàn rồi. Trận này cũng xanh xanh phết. Nên giáp hồi mệnh nha anh em. Mình hay gọi ao nhây không? Chịu vân ao nhây không? Ao nhây. Mà dừng tem bạn ao nhây rồi. Tem ăn con cây sơ này. Trận này tem mình đánh hay. Xong rồi. Mấy bạn có kỹ năng cao hơn cả mình nữa. Thế mà mình gánh ảo thế. Với không bạn mấy anh đi có hình như có hai ông cao tuổi hơn mình, lớn tuổi hơn mình à. Thấy con AD là núp ở trong bụi nhá. AD theo bạn này ao dây đu luôn cần hai. Nào từ từ để về làm con bùa xanh rồi đã, vừa lấy máu vừa lấy mana đã, xong lên là vừa rồi. Soạn sẵn cái liềm nha nhá. Đừng có win thôi, win rồi anh em ạ, đó còn lính to đấy rồi. Chắc video mình kết thúc tại đây thôi nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình nhé. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nếu thấy video mình hay.